tôi có giải đó, mình sống bằng cái tâm không mà mở ra bốn thằng mình có thể xử lý được mọi vấn đề, là khó dễ tốt xấu trên đời này mình đâu có vấn đề nào làm mình đau khổ được, đâu có là vấn đề gì làm cho mình phải khủng hoảng tinh thần rầu rĩ hay là tức tối sân hận hay là suy sụp tinh thần gì được đâu. Đúng không? Thì qua năm thịnh này mình vẫn sống bằng bản lai thanh tịnh, sống bằng một sức sống mãnh liệt và sống bằng một cái sự sáng suốt, có thể xử lý được mọi vấn đề thì có chuyện gì đâu làm khó mình. Không có chuyện gì làm khó mình được chứ. Cho nên qua năm thìn nhiều nỗi bơ vơ là do những người đó chưa mở được ánh sáng của chính mình, chưa định được chính mình, chưa làm chủ được chính mình. Cho nên họ là còn tứ tung binh tàn, họ còn vướng nợ, họ còn là kêu bằng nhiều khi lường gạt, sợ sợ là kêu bằng là người ta thưa gửi gì tùm lum đó. Đó, mấy người đó mới bơ vơ. Đúng không? Còn mình sống chân thật, sống là từ bi hy xả, sống hòa đồng yêu thương, mình sống bằng một cái tâm lành mạnh, sống bằng sự sáng suốt. Chỉ là mình chuyện gì mình quá giải cũng được thì mình đâu có bơ vơ đâu. Dạ, là đầu tiên thì cho Nguyễn cùng Quỳnh Bình xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân thương. Thì đầu xuân năm mới cũng một lần nữa chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Còn một cái chủ đề hôm nay như vậy quý vị, khi mà nghe tới năm rồng ông thìn thì ai cũng sợ hết trơn, mà năm sau là giáp thìn nữa, mà sấm tổ để lại rất là nhiều năm thìn nhiều nỗi bơ vơ đó. Mà không biết Quỳnh Bình có sợ cái bên nỗi bơ vơ này hay không, và đặc biệt đó là mình đi theo con đường của thầy tổ. Tuy nhiên lo thì lo, nhưng mà mình cũng phải lo cái chuyện của mình. Thì để xem hôm nay nhờ mình giải dùm coi là mình là người đạo, cũng có anh em mình đệ, thì cái nỗi lo này mình phải lo làm sao, là có nên lo hay không. Thì cái chỗ này em cũng nhờ mình chia sẻ, để cho một cái năm mới giáp thìn thì nó thật là hoan hỷ, mà nó thật là ấm áp. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính chào tất cả ông bà cô bác anh chị em coi kênh này trong nước ngoài nước trên toàn thế giới. Xin chúc cho ông bà cô bác anh chị em của mình cả nhà được sức khỏe dồi dào, năm cũ bước qua năm mới, và mọi chuyện được là tốt lành trong mọi phương diện do cái nhân lành mình đã tạo. Và coi đi video clip này có thể mở mang nhiều kiến thức để trấn an tâm hồn, đừng để cho tâm hồn mình nó lo sợ hoang mang dao động mê muội chuyện gì của thế gian, làm cho mình ảnh hưởng bị phiền não. Để mình sống bằng cái tâm an lạc, một cái tinh thần mạnh mẽ, một sự sáng suốt, bất cứ chuyện khó dễ gì mình xử lý nó cũng được. Cho nên mình là chủ, mình xử lý được mọi vấn đề, chứ đừng để nó làm chủ mình, nó làm cho mình bực bội đau khổ sợ hãi lo âu, là cái chuyện này là không nên. Cho nên hôm nay qua cái câu hỏi của mà Tiến Nguyễn, tôi cũng xin có vài hiểu biết chia sẻ với bà con của mình. Thứ nhất là kêu bằng á, tôi nhắc lại lời của Đức Thầy để trọng lợi trong thi văn giáo lý, nghe không? Thật chắc á thì cái câu mà Đức Thầy để lại đó, để cho bà con mình an lòng, đó là gì? Niệm Phật không lo đói lo no, bền lòng niệm Phật, Phật lo cho mình. Người làm phải như tầm trong kén, có muôn tơ bao bọc tấm thân. Tu hành mà chẳng được đức ăn, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Làm đường ngay thẳng sớt có thần độ cho, nhà Phật giáo sẵn dành tiền của để dưỡng nuôi con thảo cháu hiền. Và làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật. Đây là những lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy để lại để chỉ điểm cho chúng ta, để vững vàng trên con đời sống và bước đường là hành đạo tu tiến của mình. Còn á là kêu bằng á, trời Phật không ban phước cũng không giáng quả cho ai. Không ban phước thì cầu xuông không có đâu, làm phước mới có phước. Không giáng quả là cũng không có hại ai bao giờ. Nhưng do mình tạo cái nhân bất lành thì cái quả bất lành từ từ nó mới đến với mình, chứ cũng không phải trời Phật ban. Cho nên từ chỗ này á, cái câu mà qua năm thìn nhiều nỗi bơ vơ là muốn nói á, bơ vơ là cái gì? Bơ vơ là những người sống mà cái tâm không định, thiếu đạo đức, rồi ăn chơi cờ bạc thiếu nợ, rồi là kêu bằng rồi làm những chuyện xấu, rồi bị hoang mang, rồi là lo sợ không biết là kêu bằng ai có kiếm mình chửi, ai có kiếm mình là kêu bằng đòi nợ, ai có rồi những người sống như làm những chuyện phạm pháp thì lo sợ không biết ngày nào luật pháp bắt mình nhốt gì tùm lum la chứ. Thì đây là những người này sẽ bị bơ vơ. Bơ vơ là tại vì tâm họ bất an, tại vì họ sống mà họ cái tâm không định, họ không sống đúng với cái đạo đức, không sống chân chánh được, thì họ phải bơ vơ, họ phải lo lắng thôi, thấy không? Còn á, cái chuyện sống của tôi á,
chuyện của trời để trời lo, chuyện của Phật Phật lo, chuyện của thánh thần lo, chuyện của mình lo, gì ai ăn nấy no. Không, mình không có lo nhiều chuyện được. Chuyện của thế giới lo, mình lo cũng không có nổi nữa. Nghe không? Ông thầy á là ông để lại cái giáo lý là ông chỉ cho mình đó là ráng lo tu, ráng lo làm hiền đức. Đó là kêu bằng hành thiện tích đức thôi, chứ ông không có biểu mình lo cái gì quan trọng đó. Đúng không? Cho nên từ chỗ này, năm nay là năm Thìn, là năm rồng. Thôi mình nói về sơ sơ chút đỉnh, nói về rồng đi. Thật chắc á là mấy video clip trước á tôi có giải về á là kêu bằng á là cái chỗ mà là kêu bằng á là Quỳnh Long, Xích Long, Hắc Long, Thanh Long, Bạch Long và con rồng chín đầu, nó rất rõ ràng rồi. Nhưng hôm nay tôi nói sơ lại cho bà con mình dễ hiểu là nếu mình khai ngộ được con rồng chín đầu của bản thân mình đây nè, mình là con rồng cháu tiên nè, con rồng cháu, mình là con rồng cháu, con rồng tổ là ông Lạc Long Quân kìa, mình là con rồng thiệt nè, mình không lo cho con rồng của mình đi lo cho con rồng bằng đá bằng giấy làm gì, mình cầu nó cũng đâu độ gì mình được đâu, thấy không? Cái đó là chẳng qua là làm tượng trưng cho nó có cái vẻ đẹp vậy thôi. Chính mình là con rồng đang sống thật, mình phải lo con rồng này, thấy không? Cho nên á, mình hồi nãy tôi có giải đó, mình sống bằng cái tâm không mà mở ra bốn thần, mình có thể xử lý được mọi vấn đề là khó dễ tốt xấu trên đời này. Mình đâu có vấn đề nào làm mình đau khổ được, đâu có vấn đề gì làm cho mình phải khủng hoảng tinh thần, rầu rĩ hay là tức tối sân hận hay là suy sụp tinh thần gì được đâu. Đúng không? Thì qua năm Thìn này mình vẫn sống bằng bản lai thanh tịnh, sống bằng một sức sống mãnh liệt và sống bằng một cái sự sáng suốt, có thể xử lý được mọi vấn đề, thì có chuyện gì đâu làm khó mình. Không có chuyện gì làm khó mình được chứ. Cho nên qua năm Thìn nhiều nỗi bơ vơ là do những người đó chưa mở được ánh sáng của chính mình, chưa định được chính mình, chưa làm chủ được chính mình. Cho nên họ là còn tứ tung binh tàn, họ còn vướng nợ, họ còn là kêu bằng nhiều khi lường gạt, sợ sợ là kêu bằng là người ta thưa gửi gì tùm lum đó. Đó, mấy người đó mới bơ vơ. Đúng không? Còn mình sống chân thật, sống là từ bi hy xả, sống hòa đồng yêu thương, mình sống bằng một cái tâm lành mạnh, sống bằng sự sáng suốt. Chỉ là mình chuyện gì mình quá giải cũng được thì mình đâu có bơ vơ đâu. Phải không? Như vậy thì á, từ chỗ này á, qua năm Thìn này cũng là đối với người khác thì người ta lo đủ thứ chuyện, người ta rầu đủ thứ chuyện, chứ tôi thì nói ăn ngon ngủ yên không có gì lo, không có gì rầu chứ. Tại vì mình biết mình tạo cái nhân lành, cái quả lành nó sẽ đến với mình. Thấy chưa? Làm được ngay thẳng có thằng đâu cho mà. Đó, còn trừ khi á, mình lại đốt nhà người ta thì mình mới sợ người ta lại là trả thù mình, đúng không? Đó thì mình mới cảm thấy lo sợ, mới bị bơ vơ chứ. Đó, đơn giản vậy. Cho nên bà con mình cứ yên tâm, cứ vững tâm để mà mình hành thiện tính đức, dùng cái giác tánh của mình làm đường ngay thẳng, làm tới hoài đi, không có chuyện gì phải lo chứ. Thí dụ hôm nay sống mà lỡ mơ ngủ cái đi luôn cũng tốt nữa, không sao vậy. Cái thân tứ đại này chỉ mượn nó tạm xài đỡ thời gian thôi, cũng tạ ơn công đức nó là cho mình mượn xài đỡ thời gian thôi, chứ cũng đâu có xài vĩnh viễn đâu. Quan tâm lo là nhiều làm gì. Đó, cho nên mình sống á, cứ thoải mái mà sống, bình thường vậy thôi. Cho nên không có cái gì bơ vơ cả. Dạ, có một cái ý rất hay vậy nữa của Quỳnh Bình là ai mà theo đạo thầy á thì cũng biết là một đời một đạo đến ngày năm chung đó. Nhưng mà cái đạo này là đạo gì? Tại vì bây giờ em suy nghĩ nè, thằng ơi sao mà kinh Địa Mẫu cũng hay quá trời. Rồi khi mà đọc tới Cao Đài cũng toàn là thánh cơ không. Rồi bây giờ là tới bên Chúa thì Đức Chúa cái niềm tin quá lớn. Rồi bây giờ á, thầy dạy mình một đời một đạo, rồi bây giờ là cái nào cũng hay hết trơn, rồi cái đạo này là đạo sao, mà làm mình có gom được không, hay là mình bây giờ là ở đâu đứng yên cái đấy, thì cái chỗ này nó cũng khó. Cho nên mình đệ thì cũng nhờ Quỳnh Bình chia sẻ đôi lời. Thật ra đó, cái một đời một đạo á là muốn nói lên cái gì. Thật chắc á, Đức Phật để lại á các pháp đó, Đức Phật cũng có chỉ tất cả các pháp vốn không thật pháp. Biết mình là Phật chứ phải Phật, thấy không? Vì chúng sanh mê tới ba đam pháp thiết, nếu giải thoát rồi pháp bất khả dụng. Tì ta thuyết pháp trên 40 năm nhưng thật sự chưa nói một lời nào. Rồi nhắc lại là Đức Thầy đó, ông nói Phật Tây Phương thì quá xa xăm, ráng tìm kiếm ở trong não trí, ráng rạch tim đem để nó vào, mà ráng đem được Phật vào trong tâm, Phật làm được, chúng sanh làm được, tất cả chúng sanh đều có như ta. Tìm hiểu nghĩa rồi làm theo bát đắc đạo, coi giảng rồi thân mình tự trị, mình không trị xong Phật khó giác diệu, muốn về coi Phật phải lập thân ở cõi trần. Còn bên Cao Đài thì để đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp. Bên Phật thì Phật tại tâm. Như vậy thì từ chỗ này á, cái đạo này á, muốn nói đây á là sự giác ngộ của tâm hồn, của chính mình,
chứ không phải cái đạo là nói ra cái phương tiện bên ngoài là đạo Phật giáo Hòa Hảo hay là đạo Cao Đài hay là đạo Phật Thích Ca này kia nọ, vân vân và vân vân. Cái đó là phương tiện đạo chứ chưa được gọi là đạo. Cái đó là phương tiện, mà chừng nào mình giác ngộ thật sự nơi tâm trí của mình, đây mới là thật sự là đạo. Phải không? Cho nên á, ở Cao Đài giác ngộ tốt thì cũng là giác ngộ, mà bên Phật giáo giác ngộ tốt cũng là giác ngộ, mà bên Vũ Sơn Kỳ Hương giác ngộ tốt cũng là giác ngộ, mà bên Thiên Chúa giác ngộ tốt cũng là giác ngộ. Chỉ cần mình giác ngộ được cái tâm của mình thì kết nối ánh sáng tiểu liên quan và đại liên quan, đem cái phương tiện này sử dụng để tạo phúc thời gian sau, tứ đại trả về tứ đại, tiểu liên quan sẽ rút về đại liên quan. Còn tất cả phương tiện đời Phật pháp gì đạo gì không cần biết, thời gian sau để lại cho chẳng hết, mình đâu có đem gì về được đâu. Cho nên á, cái mà gọi là cái đạo thì các vị tổ có chỉ sơ sơ cho mình thấy rồi. Cái đạo pháp cao siêu nhất nằm ở chỗ bình thường nhất, mà hàng ngày ta cùng sống với nó mà ta không hề hay biết. Cho nên cái mục tiêu của mình á, tìm hiểu chân lý của thầy tổ để lại, mình tu để mình giải thoát. Mà giải thoát cái gì, đúng không? Giải thoát không phải cầu Phật Tây Phương tối ngày là ông Phật để rước mình về bánh, cái đó là chỉ mơ tưởng. Cái điều đó là cái điều không có thật. Mà cái thật là gì? Ông Phật ổng chỉ cho mình tỉnh thức nơi tâm trí của mình, cái đó mới là cái thật. Đúng chưa? Mà cái thật mình không chịu ngộ, không chịu dùng cái thật, mà tối ngày đi nuôi mơ tưởng cái giả không à. Cho nên từ chỗ này á, nói cho bà con mình biết, thật sự á là một cõi sanh ba nhánh anh nhau. Một cõi là gì? Là đại linh quang, du di không có hình tướng. Ba nhánh là ba vị từ đại linh quang phân thân ra xuống dải trần đây nè. Đạo Phật, đạo Cao Đài và đạo Thiên Chúa nè, đó là ba nhánh. Thấy không? Là Phật Tiên Thánh đó. Như vậy thì khi giác ngộ trở về cõi chỉ có một mà thôi. À, nó đơn giản. Cho nên từ chỗ này á, mấy video clip tới trước tôi cũng có giải cho bà con mình á, về cái đạo Thiên Chúa, rồi tôi giải về đạo Cao Đài, tôi giải về đạo Phật rồi. Cuối cùng tỉnh tâm chỉ có một mà thôi. Thấy không? Cho nên đạo gốc là ở tại tâm trí mình, chứ không phải ở tại cái phương tiện bên ngoài. Giống như bên Cao Đài giải rất nhiều cho con người ăn hiện ở lành, nhưng đâu có nói đạo gốc ở Tòa Thánh Tây Ninh, đâu có nói đạo gốc ở Cao Đài, mà cũng đâu có nói đạo gốc ở trên trời chỗ Đức Chí Tôn, chỗ Đức Phật Mẫu đâu, mà chỉ rõ đạo lốc gốc bởi lòng thành tánh hiệp nè. Người nào ngộ được chính họ là người đó có đạo gốc, người nào không ngộ được chính họ là người đó không có đạo gốc. Chứ cái đạo gốc không phải là phương tiện bên ngoài, phương tiện là chỉ điểm cho mình tỉnh ngộ mà thôi. Thấy chưa? Cho nên từ chỗ này á, một đời một đạo tới ngày chúng thân, là muốn nói khi mình coi lời dạy của Đức Thầy, mình giác ngộ được những gì tốt đẹp của mình làm chủ được chính mình, đem sự giác ngộ của mình để phụng sự cho muôn người muôn loài, tạo phúc không tạo nghiệp bằng cái giác tánh thanh tịnh của mình, thì cái đó gọi là một đạo của mình đó. Tới ngày chung thân cái đó vẫn không bị là phai lãng, đó mới gọi là một đời một đạo tới ngày chung thân. Thấy không? Mình không có chạy theo bất cứ một cái hướng nào khác để đi theo phò ai, nghe lệnh gì của ai chứ. Mình chỉ coi lời dạy của thầy, tĩnh tâm để mà mình lấy cái sự giác ngộ của chính mình để mình hành đạo chân chánh đối với muôn người muôn loài, tạo phúc tạo nghiệp. Đó là một đạo. Đạo là nơi sự giác ngộ của chính mình. À, nó rất đơn giản. Còn thí dụ người kia có duyên với bên Cao Đài hay có duyên với bên nào không cần biết, chỉ cần họ ngộ được chính họ, họ hành thiện tính đức, đó là đạo của họ. Thấy không? Đạo của ai nấy phát huy, ai ăn nấy no. Giống như thí dụ tôi nói Phật là gì? Phật là giác tánh. Mà giác tánh là gì? Là mình dứt bỏ hết tất cả bản ngã, gian trá, hung bạo, tranh giành, là sân si phiền não, trở về với bản lai thanh tịnh của mình. Trần gian cám dỗ cỡ nào cũng không nhiễm tạo nghiệp, mà trần gian dồn dập mình đắng cay quan ức cỡ nào cũng không loạn tạo nghiệp, mà vẫn hỷ xả cho trần gian, vẫn yêu thương trần gian bình đẳng hết, không cần phân biệt. Thấy không? Rồi mình xả thân hành đạo, thí công thí cổ thí pháp, giúp cho trần gian tiến hóa tạo phúc không tạo nghiệp, thì chính cái giác tánh này là Phật. Thấy chưa? Như vậy thì á, mục tiêu mình tu là mình giải thoát phiền não để trở về với giác, cái giác tánh hành thiện tính đức, tạo phúc không tạo nghiệp, để khi nghiệp cũ trả xong phúc đức viên mãn mình mới được giải thoát. Đúng vậy không? Như vậy thì á, bà con có thấy mình á, vì chấp đạo mà tạo ra một đống phiền não không? Chứ không có giải thoát được phiền não. Hỏi tại sao? À, mặc đồ kiểu này đúng, mặc đồ kiểu kia sai, cúng kiểu này đúng, cúng kiểu kia sai, rồi á, là cái bằng theo đạo này đúng, theo đạo kia sai, rồi á, đạo này cao, đạo kia thấp, đạo này chánh, đạo kia tà. Rồi cuối cùng á, đi tranh chấp những cái phương tiện giả nè.
cái ngôi vị cao thấp hơn thua giả nè, rồi tạo ra một đống phiền não cho mình, rồi đem đống phiền não này đi lại chỗ người ta, rồi bắt đầu gây cho người ta phiền não nữa, rồi cuối cùng á sân si ganh tị tranh chấp với nhau, rồi cuối cùng ai cũng tạo phiền não cho chính mình, chứ rồi mình cầu giải thoát đâu. Yeah. Ông Phật mà ông biết nói là ông chửi mình luôn, đồ ngu. Tao chỉ cho mày giải thoát cái phiền não mà mày đi tạo một đống phiền não rồi mày đi cầu tao cái gì? Thấy không? Cho nên á, ở bên ngoài người ta tu kiểu gì? Chuyện của người ta, ăn nấy no, chồng bằng kiểu giống chuyện hướng nấy. Người ta tu túng, đúng tu sai, tu thiện, tu ác, tu tà, tu chánh gì, chuyện của người ta, không mắc mớ tới mình. Thấy không? Mình chỉ là mở lòng từ bi xả trên kính dưới thương, đem lòng yêu thương bình đẳng đến với tất cả. Mình hành đạo chân chánh đối với tất cả thôi. Còn cái chuyện riêng của họ, họ làm tốt thì họ hưởng tốt, họ làm xấu họ hưởng xấu, đó là nhân quả của họ, mắc mớ tới mình đâu. Mình tối ngày mình đi tranh chấp họ làm chi để mình tạo một đống phiền não cho mình nha. Yeah. Đúng không? Cho nên mình phải lấy chánh pháp, mở ánh sáng của mình ra để giải tỏa tất cả phiền não của mình, để mình sống bằng cái tâm an lạc thanh tịnh đối với muôn người muôn loài, bằng cái lòng từ bi hy xả, bằng bi chí dũng của chính mình. Chứ mắc cái gì ngồi lại cái gom lại cái tao Phật mày ma, tao chánh mày tà, tao cao mày thấp, mặc đồ kiểu này đúng, mặc đồ kiểu kia sai, cúng kiểu này đúng, cúng kiểu kia sai, thờ kiểu này đúng, thờ kiểu kia sai, à, đạo này tà, đạo kia chánh gì tựa luôn không chưa, rồi tối ngày đi tranh chấp nhau tối ngày gì được cái gì, được một đống phiền não hả, được cái sự hơn thua hả, rồi tranh giành ngôi vị tào lao bắt xế hả, thấy không? Cho nên ông Phật mà không biết nói chuyện chữ mình liền đó. Tao dạy mày một đường mày làm một nẻo, rồi tối ngày mày lại tao ít lợi gì. Đó, cho nên mục tiêu của mình là gì? Là mục tiêu của mình là dùng ánh sáng hóa giải phiền não. Để chi? Cho cái đạo tâm mình nó tốt đẹp. Đạo tâm của mình tốt đẹp thì mình mới phát huy bằng cái ánh sáng của mình đối với tất cả đều bằng sự tốt đẹp. Thì chính cái chỗ này gọi là một đời một đạo tới ngày chúng thắng. Đạo là sự giác ngộ của chính mình, chứ đạo đâu phải là ôm chấp ba cái phương tiện bên ngoài rồi đi gây lộn với người ta, chữ lộn với người ta tối ngày. Rồi cuối cùng tạo ra cái khẩu nghiệp, tạo ra cái phiền não hả? Không có tạo ra được cái đức tánh giác ngộ, không có tạo ra được từ bi hỷ xả, không có tạo ra được cái gì chứ hả? Thấy không? Cho nên người nào mà nương phương tiện giác ngộ được thân tâm, lấy sự giác ngộ của mình phụng sự vô cho muôn người muôn loài, tạo phúc không tạo nghiệp, là người đó là đi đúng đạo, một đời một đạo tới ngày chúng thân. Còn người nào ôm chấp cái đạo bên ngoài mà đi tranh chấp với người ta tối ngày á, để mà sanh phiền não cho mình, sanh phiền não cho người ta đó, thì người này đã đi lạc đạo rồi. Tại sao vậy? Tạo phiền não là nguồn cội của địa ngục rồi. Đó. Mà ông Phật ông nói á, mình tạo nhân nào mình hưởng qua nấy, chứ ông không phải mình lại ông nhiều cái ông rước mình về Tây Phương, hay là kêu bằng á, là mình không lại ông cái ông đọa mình địa ngục là không có. À, mong bà con coi video clip này, có thể mình á, là kêu bằng á, tỉnh tâm lại chút xíu, đừng có chấp cái phương tiện bên ngoài mà đi tranh chấp với người ta rồi hơn thua, rồi tranh giành phiền não không tốt. Phải không? Đối với bên ngoài thì ai lớn ông bà cô bác anh chị, ai nhỏ ai mốt con cháu, trên kính dưới thường, mình không có ghét ai, không hại ai vì sự sống của mình. Mình cứ việc dùng cái giác tánh thí công thí cổ thí pháp, cứ hành đạo chân chánh làm hoài tới đi, mình tạo phúc không tạo nghiệp, đó là cái đạo của mình được phát huy. Thấy không? Thí dụ như nó Phật tánh, Phật tánh cũng thích ca, ông thích ca xài, Phật tánh cũng Di Đà, ông Di Đà xài, Phật tánh cũng Quan Âm, Quan Âm xài, Phật tánh cũng Di Lặc xài, mà Phật tánh của mình là mình xài, mình cũng có Phật tánh nữa. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có như ta. Thấy không? Thì mình nương cái lời dạy của Đức Phật để ngộ được cái Phật tánh của chính mình đây nè, để mình sử dụng cái Phật tánh của chính mình tạo nhân mới có quả. Phật tánh là gì? Là từ bi hỷ xả. Phật tánh là gì? Yêu thương tất cả muôn người muôn loài. Phật tánh là gì? Phật tánh là cám dỗ cỡ nào cũng không nhiễm tạo nghiệp, mà dồn dập cỡ nào cũng không loạn tạo nghiệp. Thấy không? Phật tánh là hy sinh những gì mình có để thí công thí cổ thí pháp giúp cho muôn người muôn loài tiến hóa tạo phúc không tạo nghiệp. Chính những cái yếu tố này nó gom lại là bi chí dũng, đây gọi là Phật tánh. Thấy chưa? Phật tánh vốn không phải là cái ngôi vị của ông nào bà nào, hay là người nào lớn người nào nhỏ tối ngày đi tranh chấp. Cái đó không phải là Phật tánh. Cái đó là ham địa vị để mà phân tranh cao thấp, sanh phiền não, đó không phải Phật tánh. Và bà con mình hiểu lầm vụ này dữ lắm nè. Thấy không? Nói là kêu bằng tôi là kêu bằng là người tu cao siêu này kia nọ, một hồi nó sanh ra tranh chấp phiền não, tranh giành ngôi vị rồi bản ngã nó nổi lên tùm lum, toàn là chúng sanh không à, tôi không thấy Phật tánh nào chứ. Chúng sanh tánh không mà mình hiểu lầm nó là Phật tánh. Dù mình vỗ ngực xưng tên mình là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế Phật Mẫu Diêu Trì Giáo Chủ Hội Long Hoa, mình miệt thị chà đạp người khác, rồi mình đó là cái bằng thử người này mình trảm người nọ, tất cả những cái thứ này đều là chúng sanh tánh hết, là mê tín dị đoan chứ không phải Phật tánh gì đó. Còn Phật tánh là gì? Phật tánh là cái giác tánh thật sự của chính mình, mở lòng từ bi hy xả đối với muôn người muôn loài, trên kính dưới thương, đem những gì mình có để phụng sự cho họ, tạo phúc không tạo nghiệp, bằng cái giác tánh thật sự của mình, đó mới gọi là Phật tánh. Phật tánh không có tranh chấp hơn thua, tranh giành ngôi vị gì chứ. Nghe không? Cho nên đa số á, là những người tu cao siêu á, họ mắc cái Phật tánh của họ mà họ không hề hay biết đó. Ham địa vị ngôi thứ mà ai lợi sùng bái quỳ mập,
khoái hỉnh lỗ mũi lên, ba chiếc xe tăng chạy vô cũng lọt nữa. Còn ai mà lại nói gì mà nghịch nghịch với họ hay là coi họ như bạn bè, cái bắt đầu là họ nổi xung thiên lên đó là quạo họ sẽ cảm đầu mày luôn á. Nó sướng 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 đó, cho nên á tất cả là đã đi sai chánh pháp mà họ không hay biết. Họ tưởng họ tu cao siêu, họ tưởng họ là bề trên xuống thế ta lãm bình hết, nhưng mà họ chưa có cái giác đánh thật sự của chính họ. Cho nên tôi mong coi video clip này bà con phải bỏ qua tất cả mọi thứ tranh chấp phiền não không đáng kể, để mình bảo vệ cái giác tánh của mình, để mình hành đạo chân chánh theo cái sự giác ngộ của mình thôi. Còn ai tranh chấp phiền não, ai tạo nhóm tạo bè là kêu bằng để mà tối ngày đi là phân tranh hoài đó, thì cài họ đi. Rất là cảm ơn Quỳnh Bình đã chia sẻ một cái bài pháp như vậy. Thì thôi bây giờ cũng có mấy anh em Quỳnh Đại nữa, thì mình sẽ kết thúc clip này tại đây. Rồi giờ mình sẽ làm thêm clip cho tất cả quý vị khán giả cùng xem. Rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem video clip này. Và xin chúc quý vị năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và càng ngày càng tinh tấn trên con đường Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Thật ra đó là tôi cũng có vài lời cuối clip. Thấy không? Tôi nói với bà con mình á, dù đời hay Phật Pháp, tôi không cần biết ở thế gian này. Từ á, là kêu bằng hoàng đế tới ăn mày. Thấy không? Luôn kể cả những người tu cao siêu. Đại đa số đều bị thiếu, hãy thiếu là khổ à. Chỉ có một người dư, mãi mãi không bao giờ khổ người nào dư. Vô tư là dư một tô. Chỉ có người vô tư mới là cái người đó không khổ, người đó mới là người giàu nhất trên thế giới. Dù họ ăn cơm nguội với muối cục, họ cũng vô tư nữa. Đó, người này mới là cái người không bao giờ khổ. Thấy không? Còn không vô tư kiểu nào cũng khổ, chứ không khổ kiểu này cũng khổ kiểu khác ha. Cho nên cuối video clip xin chúc cho bà con mình sống bằng tâm hồn vô tư nha. Đừng để mọi chuyện đời hay Phật Pháp nó dính mắc nơi mình để mà sanh tranh chấp phiền não tối ngày nha. Rồi, chúc cho bà con cô bác mình được nhiều sức khỏe, năm cũ bước qua năm mới. Và coi video clip này có thể nhận nhiều cái pháp lành để mở mang tâm trí sống nhẹ nhàng. Mình có thể xử lý mọi vấn đề mà không cần phải là khóc lóc cầu khẩn giáng sinh, mà cũng không có cần phải là kêu bằng si sập phiền não khi người ta hù dọa gì mình chứ. Và mình sống bằng cái tâm an lành thì tự nhiên quả lành nó sẽ đến với mình trong đời sống. Xin tạ ơn công đức.